Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại linhphukiendd.com. Như bài trước thì tôi có giới thiệu các bạn rằng là test cái tất cả những dòng loa mic, các cái mic karaoke 3 trong 1 kết nối không dây Bluetooth. Đấy, thì nhưng mà trước tôi có giới thiệu tiếp theo là phần 2, đó là tiếp theo ở cái phần 2 này là tôi muốn giới thiệu các bạn là tôi hướng dẫn các bạn để kiểm tra một cái mic karaoke, không chỉ những ở cái mic X6 này mà có thể bất kỳ một cái loại mic karaoke nào bán ở trên thị trường cũng có thể xảy ra. Đó. Như ở ban đầu tôi cũng có nói đề cập vấn đề có thể là xảy ra vấn đề như là cháy hoặc nổ, hoặc là một những các cái lỗi đơn giản như là sạc không vào, hoặc là hát mic nó không hút vào, hay là phát không phát ra loa, hay là không kết nối được Bluetooth, hay là không phát được nhạc, vân vân. Tất rất nhiều những các lỗi có thể xảy ra chứ không chỉ những ở mic karaoke X6 này. Bởi vì mic karaoke X6 này đó, thì thực ra cho đến bây giờ nó là một sản phẩm rất là, thực ra nó là nó đang là hot ở thị trường hiện tại bây giờ. Đấy, mà các bạn nam nữ thanh niên trẻ hiện tại bây giờ đang rất là chuộng ở cái mẫu mic karaoke này. Đó, mic karaoke này. Thế thì bây giờ mình lôi trực tiếp luôn cái mic karaoke X6 này ra để mà mình thực hành luôn, và mình làm luôn ở trên cái mic này, và mình test luôn cái mic này để cho các bạn, để các bạn có một chút kinh nghiệm để cùng nhau chia sẻ một chút kinh nghiệm với các bạn. Đấy, để các bạn để hiểu biết thêm về cái mic karaoke nói chung và mic karaoke X6 này nói riêng. Đấy, và những các cái lỗi có thể xảy ra. Đấy, thì ở đây cái mic thì bạn nhìn là nó rất là xinh xắn, rất đẹp, nhưng mà không hiểu là nội dung bên trong cũng có thể là bị hỏng, nó xảy ra những cái điều kiện như đó. Đấy, thì ở đây hôm nay là mình test luôn cái phần này. Như cái mic này thì nó đang rất là bình thường, nó mới mình vừa bóc trong hộp ra thì nó rất là bình thường thôi, nó không có gì là lỗi cả. Đó, nó bình thường. Alo, 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 1 2 3 4 5, alo, 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 1 2 3 4 5, alo, 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 alo. Nó rất là tốt. Đấy, các bạn thấy nó rất là tốt. Về thời trang, mẫu mã thì mình đã giới thiệu ở cái phần trước rồi. Thì ở cái phần này là cái đầu tiên thì những đấy, đầu tiên là bạn mở cái mic này ra để bạn xem. Đó, ok. Thì đây bạn thấy là đây là một cái màng lọc thiết kế nó rất là chuyên nghiệp, rất là chuyên nghiệp. Nó qua hai cái phần bảo vệ, một phần là chống nhiễu ở bên ngoài, và thứ hai là màng lọc ở cái tạp âm ở bên trong. Như vậy hai cái này nó đã hợp với nhau để bảo vệ cái mic bên trong. Cái micro này đó thì khi mà bạn hát hay bạn alo hay là như thế nào đó thì nó sẽ được thu vào cái mic này, tần số âm thanh được thu này, được đưa vào một cộng hưởng trong này, tần số này để khuếch đại lên tín hiệu âm thanh để đưa ra phần công suất khuếch đại ra loa. Đấy. Ở cái phần này, ở cái mic này nó thiết kế là hai loa cho nên nghe nó rất là hay. Ở cái phần này đó thì bạn biết là khi mà nó thu nó không vào thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Một có thể là hỏng cái micro nhỏ biến xíu này đây. Đó, thực ra nó có hai chân thôi, nó hai chân, chân cộng một chân trừ, và đưa vào dây và đưa vào mặt khuếch đại ở bên trong này. Thì khi mà hỏng cái micro kê này đó thì bạn đi thay nó cũng rất là đơn giản, nó đơn giản, bạn mua rất dễ. Các bạn thợ hoặc là các bạn bên kỹ thuật thì không nói làm gì, nhưng mà những người dân bình thường họ cũng có thể là thay mua để có thể mình thay được. Nhưng để biết xác định nó hỏng hay không thì bạn phải có đồng hồ kiểm tra. Đấy, thế thì cái phương pháp đầu tiên thì ra mình nghĩ rằng là để xác định nó hỏng hay không đó, thì đâu có phải ai có những thiết bị kỹ thuật dụng cụ để mà mình kiểm tra được đâu. Thế là cái đơn giản nhất mình lên các cái tiệm bán phụ kiện để mua, hoặc là các cái điện thoại bàn cũ có thể là nó hỏng cái phần đó phần kia, họ vứt đi rất là nhiều. Thứ nhất trong thời buổi bây giờ là họ bỏ nhiều về các điện thoại bàn đó, thì mình có thể là bóc những cái điện thoại bàn đó ra, mình lấy cầm cái tai nghe đó. Cái tai nghe có một cái chỗ nghe, một cái loa nghe và một cái mic nói, thì mình lấy tốt nhất là vẫn cái mic ở trong cái điện thoại bàn cầm tay ngày xưa. Đấy, điện thoại bàn mình bóc nó ra và mình thay cho cái mic này là nó chuẩn nhất, nó cực chuẩn luôn, bởi vì cái đấy nó thu chuẩn và nó chống được nhiễu, chống được tạo ẩm rất tốt. Đấy, là bạn thay nó như thế này. Đấy, bạn lưu ý thì ở cái phần này thì nó có cái phần này thì bạn thấy là nó có cái tắc nó rút ra này, thì khi bạn lắp, sau khi bạn thay xong, bạn hàn đúng chiều âm dương, dây đỏ nó vào cái cộng và cái dây đen nó vào cái mục trừ của nó, thì bạn gắn, nhưng mà bạn không được để hở sát quá, nó tùy theo cái mức này. Nếu bạn để sát quá nó ách vào trong cái sốt này thì khi mình hát nó sẽ hú đấy, nó sẽ hú và nghe nó sẽ tiếng gió nó vào, nó rất là không lọc chuẩn đâu. Cho nên bạn để làm sao nó ách vào sát này, hoặc có thể bạn điều chỉnh cái nấc này lên hoặc xuống tầm xa gần để cái độ này đưa vào. Này. Nên là ở cái phần mic thì cái phần tiếp theo là khi bạn đây là tháo phần này ra, thì sẽ tháo lần lượt này. Ở cái phần tháo lần lượt này, khi mà khách họ đến họ bảo
có người hoặc là bạn sử dụng bạn thấy nó không phát ra loa thì có rất là nhiều nguyên nhân, bởi vì có thể hỏng cái loa này. Ở đây cái mic này nó thiết kế rằng là có hai loa, nó rất là hay, hai loa nằm trong nguyên khối nhôm này, thì ốc thì không thấy, bạn không biết tháo kiểu gì. Thì đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là bởi vì tôi cũng đã làm rồi thì bây giờ thì là bạn tháo, bạn nghe bạn thấy chỉ phát có một loa thôi mà lại hai loa mà phát một loa, thì bạn đầu tiên bạn xác định ví dụ như cái loa này hỏng thì bạn hư hỏng ở loa nào thì bạn tháo ở bên đó. Thì cái đầu tiên thì bạn phải tháo cái màng lọc này ra. Cái màng lọc này họ làm rất là chắc chắn, cái nhà máy sản xuất ra đó, thì bên đấy họ làm rất là chắc chắn, họ đổ keo, họ phủ keo xung quanh viền keo này đó, làm cực chắc luôn. Thì bây giờ bạn muốn lấy keo ra, một là bạn dùng nước xịt vào đây để cho nó tan keo này, nước gọi là nước giả keo đấy. Là cái thứ hai nữa là bạn dùng nhiệt độ cao, bạn đưa vào đây nhiệt độ cao, bạn dùng máy khò hoặc là gì. Các bạn ở phía bên kỹ thuật đó, thì bạn có những máy khò làm điện thoại thì bạn khò vào đây, nhưng mà khò làm sao để cho cẩn thận, không có là nhiệt độ nó vào mạnh quá nó thì làm cho méo cái màng lo, bởi màng lo nó là nhựa. Thế nên là các bạn là để ý rất cẩn thận ở điều này. Thì sau khi bạn lấy phủ keo hoặc cho tan keo ở cái lớp này ra đó, thì bạn sẽ cậy cái màng lọc này ra, cái màng bảo vệ này ra. Đây, cậy như này nó là chắc đấy. Sau khi phủ keo thì nó cực kỳ là chắc chắn luôn, là chắc. Cậy nó không đơn giản này đâu, bởi vì tôi đã lấy keo ra rồi, là tôi cho nó giã keo rồi, cho nên thì cái màng lấy nó đơn giản hơn. Đó, nó này đấy, như vậy đấy, là thế này đó, ok đấy. Thì bên này cũng vậy, thế là nó thiết kế ở bên đây một loa và bên đây một loa. Thì khi mà bạn kết nối cổng Bluetooth ở cái phần jack ở bên cái điện thoại hoặc là bên cái cổng đã cắm tai nghe 3.5 từ bên laptop đưa sang để hát cà phê đó, thì tín hiệu âm thanh đó được đưa sang đây và gọi là stereo stem. Thì khi đây được phân bổ ra phát ra qua cái công suất stem này đưa ra đôi loa này, cho nên bạn nghe cảm giác ở mic cà phê X6 này nó tuyệt vời, rất là hay, rất là hay. Đấy. Thế thì ở phần tiếp theo là bạn muốn tháo loa. Đặt cái chỗ là cái loa này nó hỏng ở bên này đi. Bây giờ bạn đi tháo cái loa này ra. Đây. Các bạn để ý rất là kỹ, ở đây có bốn con ốc này, con vít này. Thì bạn dùng cái vít này bạn mở bốn cái ốc con vít này ra. Thứ nhất là bạn mở bốn cái vít này ra. Ở đây thì à, quên, xin lỗi, bạn tắt cái nguồn này đã. Tắt cái nguồn này đã. Đây, sau đó bạn cậy nó lên. Ở dưới đây trong cái lớp này tất cả nó đều phủ keo, thì tất cả cái phần nào phủ keo thì bạn nên lấy keo ra ngoài trước khi bạn làm, không có là nó sẽ dính vào. Đấy, bạn mở thế này, bởi vì nó dính keo thì nó rất là chắc. Đấy, nó rất là chắc. Để tháo được cái này ra nó là nó cực kỳ là nó cẩn thận, nó sẽ dính keo và nó sẽ rách cái màng loa ở bên trong. Tức là màng loa bên trong thì nó nghe nó sẽ rè đấy. Đấy, nếu nó đứt dây thì nó sẽ không hát đâu, nhưng mà nếu nó sẽ rách đi nó sẽ rè cái loa. Đấy, mà nó hay hay không thì chủ yếu là do cái màng này. Màng rất là quan trọng. Đấy, bạn thấy rất là tháo, nó không, mỗi lần tháo rất là khó. Nó không phải là đơn giản như là cái lần tháo nó loa hay đâu. Cho nên là nâng nhẹ này lên thì bạn còn con ốc này thì tự động là nó sẽ ra. Đầu tiên là bạn lưu cái màn này ra. Đấy. Còn cái màn này, và nếu như bên trong một đấy là có keo, còn nếu như không có keo thì bạn có thể rút cả này, nó sẽ ra toàn bộ luôn. Bạn lấy từng phần vào. Có nghĩa là cái này nó vặn vô cái, nó liên kết vào cái khối của màng loa trong. Thì khi mà bạn nâng lên bên trong nếu như có keo thì nó sẽ dính rất là chắc ở cái loa vào cái thành nhôm này. Đấy, nó thành nhôm này, còn nếu như không có thì bạn nâng có thể nâng cả cái này nó lên luôn. Đấy, bạn nâng cả này luôn. Như vậy đó, đấy, như vậy nó đã lên cái loa rồi. Đó, như vậy đó. Đấy, các bạn nhìn rất là kỹ, thấy chưa? Nó là rất là chuyên nghiệp. Cái này là 43W. Thì với một công suất như thế này đấy, thì nó phát là tương đối là đạt rồi, bởi vì nó hai loa thôi. Thì ở trong đây nó đổ keo rất là chắc chắn,
đấy, kèo rất là nhiều thì bạn phải cạy cạy kèo nó ra. Thì trước khi bạn muốn tháo được cái mạch bo mạch, đấy, bo mạch điều khiển ở dưới đây đó, thì tất cả những cái loan được gắn ở dưới đây thì bạn đố kỵ nhất là không được tháo ở cái điểm này. Thì thông thường cái người dùng á thì nó có những nhiều khi cho kêu trong đây nó bong ra, thì các bạn mở ở đây nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng, và bạn nó rất là dễ dàng có thể nó xoay được, xoay qua xoay lại bình thường, đấy, xoay qua có thể là cả vòng luôn. Cho nên thành thử khi bạn xoay nó thì nó sẽ đứt toàn bộ tất cả những các cái dây ở trong đây, đấy, ví dụ như đây dây loa này, và đây là dây của micro này, đấy, dây mic, đấy, thì đây dây loa của dây bên, loa bên, đấy. Còn khi mà nó hỏng, khi mất loa thì bạn có thể thay loa này, mở mỗi hai này ra. Bạn có thể mở ra, bạn đi đến các tiệm bán linh kiện, bạn có thể mua loa và thay cái loa này đi. Và nếu như những trường hợp mà loa nó không hỏng thì rõ ràng nó sẽ bị có cái mạch này rồi, đúng không? Thế thì tất cả bây giờ bạn mới tháo, từng phải tháo cái mạch điện này ra để bạn xử lý ở trong cái mạch này. Thì đòi hỏi là nếu những bạn nào chưa quen về cái kỹ thuật về sửa chữa điện tử thì có khả năng là làm cái này nó rất là khó khăn. Bởi vì bạn không thể làm sơ bộ này được, mà bạn phải có một kiến thức nhất định, kiến thức cơ bản thì bạn mới lên được này. Còn nếu không có, bạn nên gửi về trung tâm bảo hành hoặc những các cái điểm tốt nhất, điểm làm kỹ thuật, phòng kỹ thuật tốt nhất để họ hỗ trợ làm cho các bạn. Đấy, nên các bạn không thể tự tháo, bởi vì các bạn tháo ra là có thể là phải đứt hết cả dây này. Còn khi mà bạn tháo, bạn có cái kinh nghiệm như nhỏ rằng là phải cẩn thận, đố kỵ nhất là không được bạn thế này. Bởi vì bạn đây là họ kêu họ đổ hết. Bởi vì cái này tôi đã tháo rồi, cho nên là tôi đã dẫn như vậy. Đấy. Thì ở đây cũng là keo này, thì tất cả những này bạn phải lấy keo ra thì để rút cái dây nó xuống. Như vậy là ở đây keo tôi đã lấy rồi, đây, bạn cần cạy keo cái này ra để cho nó lỏng cái dây này ra, nó không gãy nữa. Thì khi như tôi vừa nói xong đó, thì khi hỏng loa nào thì bạn đi đến các tiệm linh kiện, bạn có thể mua cái loa đó và bạn thay cái loa đó. Đấy, hỏng loa kia thì bạn thay loa kia, nhưng với điều kiện thì cũng phải tháo giống như này, cũng là bạn tháo cái màng bảo vệ này ra. Cái màng bảo vệ bạn tháo hẳn ra ngoài giống như cái loa tôi vừa mới tháo ra trong. Đấy, thì ở phần tiếp theo đây tôi quay trở lại ở cái phần này, phần loa thì trong đây thì nó rất là rộng, nó cũng không có gì cả, chỉ là hai loa ép sát với nhau tạo thêm một cái màng lọc bò kín lại, đưa kêu kỹ thì tạo thêm một âm rất là chuẩn mực khi ta cùng nghe. Thì còn đến cái phần này thì khi mà bạn tháo ở phần này thì cái đầu tiên nếu mà chưa ai bỡ ngỡ thì rất là khó tháo, bởi vì bạn không thấy một con ốc hay con gì cả để bạn rút được cái bo mạch ra, rất là khó khăn, cực kỳ rất khó, bạn không nghĩ rằng nó rất khó, bởi vì ở đây bạn không thấy ốc, cũng không thấy một số loa bạn đây cũng không có. Thì cái đầu tiên thì mình hướng dẫn các bạn rằng là bạn phải cạy cái lớp dán này lên đấy, cạy lớp dán này lên, cái lớp dán cái bọc ở ngoài này đấy, bạn cạy lớp dán lên đó, như vậy đó. Thì bạn kéo này băng này đấy, như vậy đó. Này các bạn nên để ý nhá, để ý rất là kỹ này, trong này có lớp keo gọi là bằng dính hay mặt thôi đấy, họ làm rất là đơn giản như vậy, nó không cần phải chắc chắn lắm đó đấy. Thì ở trong đây đó, ở trong đây sau khi bạn tháo cái miếng, sau khi các bạn tháo cái miếng lốt này ra thì ở đây trên cái đỉnh đầu này nó có một cái ốc và cái này có cái ốc nữa. Thì hai cái ốc này bạn phải tháo hai cái ốc định vị của cái miếng này ra. Đây, tháo này ra. Các bạn để ý tôi làm. Sau khi bạn tháo được rồi thì bây giờ bạn cạy cái lớp bảo vệ thứ hai này, cái lớp định vị thứ hai này bạn cạo ra đây, này. Đó, ok, bạn đã lấy ra xong ở cái phần này đây. Thế thì ở phần tiếp theo bạn muốn tháo được cái này nữa ra, bạn lấy từng cái con một, bạn lấy được cái bảo vệ của công tắc này, cái cần gạt này, cần gạt ở bên ngoài, cần gạt này nó có nhiệm vụ là gạt lên gạt xuống như hồi nãy tôi vừa giới thiệu xong. Nó sẽ sang đây, đặt sang để góc ở bên này. Đây, bạn lấy hết ra ngoài. Bạn lấy hết ra ngoài này. Đó. Đấy. 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 Đó, như vậy. Bạn lấy hết. Đấy, cái này nó găm vào thôi, tí ta lắp vào nó cũng đơn giản, nó không có gì là phức tạp cả. Đấy, như vậy là đã xong được hai cái ốc này, định vị cái chốt cái miếng nhựa ôm cái bo mạch bên trong. Đấy, ôm vào bên trong. Thì cái phần tiếp theo ở đây bạn tháo tiếp. Đấy, bạn tháo tiếp ở cái phần này. Đây là một miếng nhựa. Cái miếng này là nó bọc, nó giữ, nó bảo vệ cái này. Bảo vệ cái này cũng qua một lớp keo rất rất đơn giản. Đấy, lớp keo rất là nhỏ. Lớp keo rất là nhỏ này. Bạn thấy chưa? Đó, mình đã lấy ra rồi đấy.
thì ở cái phần này này các bạn biết ở đây cũng có hai cái ốc đấy, ở cái đỉnh điếc này và dưới điếc của cái big karaoke này thì nó có hai cái ốc này, các bạn mở tháo ra các bạn thấy đơn giản không, có đơn giản không đó, như vậy bạn để ốc tiên rồi đấy. Thì khi tháo hàng cần có một miếng nhựa này ốp để nó giữ nó định vị cái đầu này, khi mình cắm sạc hoặc là cắm cái cổng USB vào nó chắc chắn đây. Các bạn từ nhìn từ bên ngoài vào trong thì ở đây các bạn biết rồi, đây là cổng sạc và cổng kết nối của jack 3.5 đưa sang đây để chuyển cái âm thanh. Còn ở phần này thì ở cái dây này là có đàn dây tín hiệu Bluetooth, thì khi mà các bạn tháo hàng nó mang đất sơ sức đất cái dây này thì các bạn kết nối âm thanh từ bên Bluetooth nó không sang đâu, nó không bao giờ nó có nó sang được đấy. Thì ở đây thì bây giờ bấm tháo cái này ra thì để bấm chữa ở cái phần này đó. Thì cái đầu tiên là bạn phải cậy như mình nói lại rồi, thì tất cả đây là cái keo phụ keo ở đây, bạn phải cậy hết keo này đấy, bạn rút cái chắc này ra đấy. Bạn phải xuống bạn cậy ra ok đấy. Tất cả là keo. Cho nó bong hết rồi. Đây, đang cứ xuống. Đó, như vậy đó. Cứ xuống để cho nó dài cái dây. Khi dài dây này ra thì bạn có thể kéo được cái bo này ra mà. Tùy theo mức độ của cái trường hợp mà nó hỏng hóc, thế ví dụ như nhiều khi nó hỏng mic thì nếu như hỏng mic thì đơn giản như thế này, bạn biết rằng đây cái dây rất là nhỏ ở trong này và các bạn cần hết sức cẩn thận từng cái đường nét một, cái đường dây rắc một, vì trong cái trường dây loa bốn cái dây của hai loa, mỗi loa hai dây thì gồm bốn dây này vẫn kẹp vào trong một cái rắc, đây là cái rắc ở cái đầu vào rắc trong này đây, bạn nhìn cho kỹ đây, cái rắc này là cái rắc của nguồn pin đấy. Chân pin còn có một chân âm và chân dương, bên giữa là chân cộng và chân trừ đấy, thì vào chân pin thì được gắn vào cái rắc nhỏ này. Còn ở cái rắc tiếp theo này là cái rắc này là gồm có bốn rắc, là hai rắc lên và hai rắc cuối này, thì rắc này cũng có đi loa, còn cái này là đường tín hiệu dây của Bluetooth tốt kết nối sóng không dây, khi mà bạn phát sóng ở bên kia thì bên này nó sẽ thu được cái tín hiệu âm thanh ở bên kia sang. Còn cái dây này, cái dây này, hai cái dây này là cái dây của cái mic, thì khi mà không may mà nó bị đứt dây một vô tình nào đó